rau cải luộc từ bếp, từ các bạn đun nước sôi lên, xong là rau cải đã rửa sạch và cắt nhỏ tầm 3 đến 5 cm, tầm như này là được. Xong nước sôi thì mọi người cho thêm một ít hạt nêm vào hoặc mì chính và cho nó mềm rau, cho nó sôi và thả rau vào luộc cho đến khi chín. Nếu các bạn nào mà thấy mà không biết đấy, không biết là nó chín hay không ấy, thì lấy có thể lấy tay bấm bằng cuộn để nó mềm ra là được. Cho lửa vừa, không cần phải lửa to quá, rất là nhanh luôn. Đó, xanh nét luôn. Xong rồi mọi người có thể vớt ra điện. Đây, đây cái đĩa. Đây là cho họ và rất nhanh, tiện lợi. Xanh nó luôn. Ôi, mùi thuốc sâu sợ quá. Nó có bà phun thuốc sâu ngoài đồng nó tạt vào. Xanh nét luôn. Đảm bảo vừa xanh rau lại mềm ngọt. Đặc biệt rau nhà ai, rau nhà mình vừa mới hái ở vườn về rửa sạch rồi cho luôn vào luộc, thế là nó vẫn rất còn tươi và non. Xin mời các bạn.